Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là những dòng lọc cao cấp nhất của dòng DBX Model EQ3231. Phiên bản có giải led cắt hú cũng như là tạo nên một cái gì đó rất là đẹp. Những cái giải led đấy các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Thứ nhất là về hình thức. Đó. Còn với dòng DBX này là phiên bản cao cấp nhất các bác nhé. EQ3231. Cho ra tiếng cũng rất là hay để cho các bác hát karaoke cũng như là nghe nhạc, hoặc là các bác tận dụng để các bác làm những cái phần đó là chống hú cho các bộ dàn các bác nhé. Đó, các bác nghe rất là mềm mại về những cái giải chép này. Trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng hình em. Vâng, thưa với các bác, để sử dụng được một trích lọc hay và chi tiết thì cũng khá là mất nhiều thời gian các bác ạ. Nói chung là các bác phải dùng qua và tìm tòi để làm sao mà gạt những trích cần này cho ưng ý nhất với cái bộ dàn của mình. Nó còn thiếu về phần nào thì các bác có thể xử lý ở mỗi một tầng. Ở đây sẽ có 32 cần gạt các bác nhé. Sẽ tương ứng với các giải như là bass, trung và chép. Đó, cái bộ dàn của mình thiếu về phần nào thì mình sẽ tăng theo. Thì với những chiếc lọc thì tầng trên sẽ tương ứng trong một bên, đó là bên L, và bên dưới là L giờ các bác nhé. Gọi là loa phải và loa trái ạ. Hình thức mặt trước thì là phay màu trắng các bác nhé. Phay màu trắng rất là đẹp. Dòng DBX thì rất là nổi tiếng rồi về lọc cũng như là code saver. Và đây là nội thất của một chiếc lọc 3231 DBX các bác nhé. Thì với dòng này thì hiện tại sử dụng một nguồn biến thế. Thì sẽ có hai mạch riêng biệt các bác nhé. Các bác đang nhìn thấy là mạch trên và mạch dưới này. Nhìn rất là chất lượng, sắc nét. Đó, mạch bên dưới thì tương ứng cho loa R và bên trên loa R các bác nhé. đây là về phần phía mặt sau các bác nhé. Ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy sử dụng 6 ly hoặc là Canon, đầu vào đầu ra cũng như vậy. Đây như em đang đấu trực tiếp xuống đẩy qua Canon này các bác này, và nhạc vào thì trực tiếp từ bên laptop vào đây. Sẽ sử dụng một cái chuôi để nối cái rắc AV vào đây, hoa sen đấy, vào đây nguồn điện. Thì với những chiếc lọc có giải led thì các bác có thể sử dụng để hỗ trợ các bác trong vấn đề đó là cắt trông hú cũng như là làm đẹp hơn cái bộ dàn của mình. Người đi khơi phá nét kiêu sa, người lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Với những chiếc lọc xì thì các bác có thể tận dụng được cái giải cao các bác nhé, từ 16k đến 20k. Giải cao là cái giải bật được cái giải chép mềm nhất của những đôi loa còn thiếu. Thì hiện tại thì em đang để ở khá là cao đó, để nghe cái tiếng chép nó mềm, cũng như là nghe nó bay tiếng hơn các bác nhé. Thì ở đây thì mỗi một cần gạt sẽ có một tác dụng riêng đó, từ những giải thấp nhất, giải trống cho đến những giải lời và đến tiếp theo là giải chép. Ok các bác nhé, các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977434361. Vâng, em xin được hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.